Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong những cái video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều cái dòng xe của Nhật đã qua sử dụng và có bán tại website của mình. Thì trong video này mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái chiếc xe nữa. Chiếc xe này thì có hiệu là Momentum. Chiếc xe này có cấu tạo bằng khung hợp kim nhôm, có trọng lượng rất là nhẹ. Thì tại sao mà biết khung hợp kim nhôm thì cái cách phân biệt là đơn giản nhất là các bạn lấy nam châm, các bạn xem nó có hút không. Nếu mà không hút nam châm thì nó sẽ bằng nhôm, còn nếu mà bằng hợp kim thép thì sẽ bị nam châm hút. Hoặc là mình nhìn mối hàn to thì sẽ là kim nhôm. Momentum thì là một cái thương hiệu của thuộc cái tập đoàn Giant đây. Thì các bạn thấy là trên này nó có ghi là Momentum này, Product by Giant Group, tức là đây là một cái sản phẩm của tập đoàn Giant. Đấy, đây là một cái model, một cái dòng thương hiệu mới của hãng xe đạp Giant Mỹ. Đấy, đây là sản phẩm của thuộc tập đoàn Mỹ. Dưới này chúng ta thấy là sẽ có một cái tem là tem BAA, nó viết tắt của Bicycle Association Japan Approved. Thì là cái hiệp hội, đây là cái tem của cái hiệp hội đăng kiểm chất lượng xe đạp Nhật Bản. Đó, trên các bạn thấy là có mua logo của hãng này. Ở đằng trước chúng ta có bộ tay phanh và bộ chuyển số của hiệu SRAM. SRAM là một trong ba cái hãng mà sản xuất bộ chuyển động lớn trên thế giới, và cũng trên thế giới hầu như cũng chỉ có ba hãng thôi, đó là SRAM, Shimano của Mỹ, Shimano của Nhật và Campagnolo của Ý. Thì SRAM xe này được trang bị cái bộ tay chuyển số của SRAM của Mỹ, thuộc tập đoàn Giant. Đấy, như cũng như các xe tương tự thì bên tay phải, bên tay trái của tôi sẽ là chuyển đĩa, và bên tay phải sẽ là chuyển níp. Đây, các bạn thấy tôi sẽ chuyển. Đây là cái cần xuống đĩa này. Tôi xuống đĩa. Đó. Lên đĩa này. Đó. Còn bên tay phải đây nó có hai cần, một cần là cần lên líp và một cần là cần xuống líp. Đấy, các bạn lưu ý sử dụng. Đây, như các bạn thấy tôi test thử chế độ chuyển số. Chiếc xe này chuyển số rất là nhẹ nhàng. Mặc dù xe đã qua sử dụng hơi cũ thôi nhưng mà các bộ phận hoạt động vẫn rất là trơn tru. Đấy, chuyển số rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Đi kèm với trang bị đó thì xe cũng được trang bị full bộ gạt đĩa SRAM, hiệu SRAM. Và đè sau cũng hiệu SRAM. Xe đã qua sử dụng nên các chi tiết nó không còn được mới, nhưng mà chất lượng thì còn rất là tốt, khoảng 80-90%. Xe được trang bị vành lốp kích cỡ là 700C. Vành bằng nhôm. Trên vành cũng có nô thương hiệu Momentum. Cái dòng xe touring này thì thường trang bị cái lốp 700C. Rất là dễ thay thế khi mà các cái phụ tùng bị hỏng. Và đây là một cái cỡ bánh xe mà tiêu chuẩn cho dòng xe đua và dòng xe touring đi trong phố. Thì như vậy mình đã giới thiệu với các bạn chiếc xe là Momentum của Giant. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp Việt Nam, các cái cách thức sử dụng, sửa chữa xe đạp Việt Nam, các bạn hãy ấn like video để ủng hộ mình những video mới, và hãy ấn subscribe kênh của chúng tôi bên cạnh cái nút đăng ký.
thì có hình chiếc chuông, các bạn hãy ấn chiếc chuông để mà YouTube sẽ là những các bạn sẽ là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên thông báo những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.